Xin chào mọi người, mình là Kevin Bùi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series giải cứu Kevin Bùi. Và hôm nay là tuần thứ 2 của series này. Và giữa tuần thứ 2 rồi. Và hôm nay update body cho các bạn một chút là hiện tại Kevin đã tăng 4 cân và hiện tại vừa đứng lên cân là 80 cân. Mình đã trở lại với con số 80 cân. Vui vui đúng không? Con bình thường. Nó bong nha, nó bong. Chưa làm gì cả. Đấy. Và đến tuần này sẽ có một số các cái thay đổi giữa bài tập của Kevin và chú Huy để nhằm phục vụ những cái mục đích khác nhau. Đấy. Đấy thì hôm nay chúng ta hãy theo chân Kevin nhé. Còn chú Huy làm gì kệ chú. À nhập. Let's go. Và chúng ta đã bắt đầu vào bài đầu tiên, Barbell Row. Đây là tổng là 50 à? Tổng là 50 rep. 12, 11, 10, 9, 8. Điện thoại rồi để ghi bức tạ. Ui. 12. Cố gắng mệt quá. Trong lúc chú Huy bắt nốt tạng giới thiệu. Và tiếp theo đây sẽ là bài số 2 của buổi tập ngày hôm nay. Và thì các bạn đang thấy đây thì Kevin sẽ chuyển sang bài One Arm Dumbbell Row và chú Huy sẽ deadlift. Mười ra. Cô hay là mỗi cái thôi. Lotte này kiểu sắp phá sản à? Phải chơi lớn đấy nhỉ? Con một set nữa xong rồi này, một set cuối đây thôi. Ba cái đứa đây có đấy. Các bạn nhìn đây, cái nào PT của tôi các bạn, môi cười, nằm cười. Đấy, anh đăng video đầu tiên mai đăng luôn no more skinny rồi. Cho cái video không bắt chiếc cơ. Phá đào tạo của Small Gym rồi. Đấy, xem cái thăm mới rồi. Rồi xong nó ra. Chúng ta sang bài thứ 3, Hammer cơ 70 rep. Nếu mà đúng chuẩn là 17, 15, 14, 12 và 12. Nhưng Kevin vừa làm 20 rep. Wow. Bên vùng các thứ cũng ok hết các bạn ạ. Khỏe đệ. Mùa mát kìa. 80kg. Gọi Giang ở đây. À, ra bây giờ hết rồi. Không còn bên nữa đâu. Rõ ràng đang nâu bọc. Cho em hèn ra. Bây giờ mình có thể ra kiện lại Giang rồi. Nhưng mà chỉ lúc nào mà tập xong rồi. Còn lúc mà nó tập xong nó cũng ghê các bạn ạ. Yên lặng. Tí dính đòn này. Chị đã đi mở phòng 1000m đấy. Tôi dịch vãi hồn luôn. Bằng được mạnh hết tiền. Sợ. Được 12 cái, hai cái cuối là chít nhưng mà vẫn tính là 14 các bạn ạ. Yeah. 13 cái này không chít nữa. Form hơi xấu tí thôi nhưng mà không chít. Nát người luôn. Khởi động tí mày mà phang luôn đấy. Đấy. Lung linh là lên luôn. Không lung linh luôn. Mỏi lưng quá. Trong thời gian mình đã nhiều sức. Như là Dương hôm trước đây ngồi nghe cái podcast đấy ở cái rượu khoa đấy. Em phải lăn vào cái chỗ này chỗ nọ như PT luôn. Nếu các bạn có ý định tập bài này, đây là một trong những bài Kevin không thích nhất. Nhưng mà nếu mà các bạn có phải tập thì sau rất là nhiều tư thế để tay, thì đây là tư thế để tay dễ nhất mà để tay để cái dây ở đây nó không tuột. Không. Hết rồi. Được 5 cái. Kết thúc ở đây, một tập kết thúc. Không xem nữa. Không xem nữa. mà từ đây thanh niên này phần lớn là chỉ kiểu tập cardio xong rồi yoga, yoga đấy, kiểu người săn chắc lại thôi chứ người dáng buổi tập của Kevin đến đây là kết thúc. Các bạn có thể đăng ký để xem những tập nốt buổi tập của chú Huy. Được rồi, có nhu cầu đăng ký tập luyện online offline luôn. 13 mua sách thì sẽ có 13 tuần giảm mỡ có thể. Và với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online offline cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình nhé. Mọi chi tiết thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Nhớ là cái chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trong một tuần khoảng tầm 2-3 buổi. Còn về dinh dưỡng thì hãy xem kênh của Kevin Bùi. Bây giờ, còn giờ thì bye bye.